Con đi du lịch vài hôm, con khóa máy. Con sẽ liên lạc với ba. Ba đừng lo cho con. Cái con nhỏ này thiệt tình. Đây không phải là nét chữ của Helen. Tôi tới rồi. Nè. Dạ. Đi tìm cô chủ đi. Dạ. Dạ. Em tìm khắp nơi rồi, nhưng mà không thấy cô chủ. Vậy hả? Hay là em nhờ mấy anh em ngoài xã hội tìm giúp mình nha. Không cần đâu. Bức dây sẽ đọc rừng. Đi tìm thằng Cường Đen, nhờ nó giúp mình đi. Dạ. Nhưng mà Cường Đen là ai? Từ từ rồi mày sẽ biết. Dạ. Trả tiền chủ quán ơi. Mấy anh tìm tôi có chuyện gì? Mày có phải là Cường Đen thám tử không? Mấy anh lầm người rồi. Sao mày dám theo dõi ông chủ tao? Tôi không biết gì cả. Mày còn chối hả? Cậu chờ chút xíu nha. Ừ. À, cậu ấy tới kìa. Chào anh. Xin giới thiệu với cậu, đây là thám tử Cường Đen. Chào anh. Dạ chào anh. Hân hạnh được biết anh. Ông chủ của tôi muốn gặp anh Cường Đen ngày hôm nay. Ông đã sắp xếp. Xin phép ông tôi về. Ừ. Chào anh. Cậu ngồi đi. Hợp đồng mới hả giám đốc? Đó là bức thư giả. Không phải là nét chữ của con gái tôi đâu. Ông nghi ngờ.
Thắng Sĩ Ngầu về bản thân và hoạt động của ông ta không đơn giản đâu. Nếu mà vụ án này không thành công, tôi nghĩ là cậu sẽ không còn cơ hội làm nghề. Tôi không sợ điều đó. Tôi đã điều tra về thế lực của ông ta. Ông ta là một ông trùm xã hội đen, với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, chuyên đi làm từ thiện, che đậy dưới lối sống đạo đức. Nhưng mà chúng ta không có cơ hội để từ chối được. Tôi không sợ gì cả. Tôi muốn thử thách chính mình. Tôi cũng không sợ ông ta trả thù tôi. Giám đốc thử nghĩ xem, đám người bắt cóc nếu không có thế lực thì làm sao dám đối đầu với Thắng Sĩ Ngầu? Nhưng mà cậu phải biết, đây là vụ án rất là căng, căng nhất so với những vụ án mà cậu đã làm. Vì vậy mà cậu không có quyền thất bại. À, ăn đi. Tụi mày thả tao ra nghe. Ba tao mà biết được là tụi mày chết chắc. Chết chắc nè. Mày tưởng mày còn là tiểu thư hả mày? Ăn đi mày, ăn liền. Chào đại ca. Con gái ông trùm Thắng Sĩ Ngầu đi sao? Nó mà cũng đẻ được đứa con gái xinh đẹp như mày hả? Mày có biết tại sao mày bị bắt tới đây không? Các ông bắt tôi để làm gì? Bắt mày về làm gì hả? Thì mày về mày hỏi thằng cha của mày đó. Helen, cái tên mày nghe dễ thương quá. Để tao cho mày nói chuyện với cha mày. Nhưng mà chưa tới lúc, mày chịu khó chờ nghe chưa?
Tụi bay, tất cả tụi bay nghe tao nói. Tụi bay phải để cho nó sống. Tới lúc nào cần chết thì tao sẽ báo cho tụi bay. Rõ chưa? Dạ, đại ca. Dạ, đại ca. Thằng đi mày. Đi. Chắc mày chê. Để tao thêm gia vị vô. Má mày, dám vùng vô mặt tao hả mày? Cái con Highland đó, sao đại ca không xử nó luôn cho rồi? Với những gì thằng Xí Ngầu đã gây ra cho chúng ta thì nó phải nhận lại kết cục bi thảm hơn gấp trăm ngàn lần. Cứ từ từ hành hạ con gái nó. Ý của đại ca em vẫn chưa hiểu mấy. Mày biết nó là con cáo già, giờ mà để lộ tung tích mình bắt cóc con gái nó thì còn gì mà hay ho nữa. Vậy hả đại ca? Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi. Tao phải cho nó sống trong lo sợ. Vậy đại ca không xử nó luôn cho rồi, để nó phiền phức quá. Tụi bay câm cái miệng tụi bay đi, đừng có nói lung tung. Dạ. Tao biết tao phải làm gì. Nếu tụi bay không biết tao làm gì á thì cứ chờ đó đi. Dạ em biết rồi đại ca. Nè, khi phóng phi tiêu á, con phải chịu khó tập luyện và phải tập trung, không được nóng vội. Càng nóng vội á thì lại càng không trúng đích đâu. Con có hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Coi nè. Ba hay quá, con cũng làm được. Cứ thử coi.
Bà ơi, con bóng trúng rồi. Đại ca ơi, nó thoát rồi. Đại ca đến giúp em với. Đoạn Hải, đi tụi bay. Tại sao anh lại cứu tôi? Anh là ai? Tôi là thám tử Cường Đen. Ba cô đã nhờ tôi tìm kiếm tung tích của cô. Ủa, điện thoại của tôi đâu ta? Anh sao vậy? Cường Đen, mày tưởng mày thoát tao hả? Chết đi, 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 chết đi. Cường Điên, hôm nay mày phải chết dưới tay tao. Tụi bay, lôi nó ra ngoài cho tao. Đi mày, bỏ lên, đứng dậy, đi, 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 đi. Thank you.
Nhanh mày. Nó vậy mà nó cũng thoát được nữa. Mẹ nó, nguyên đám tụi bay mà để cho nó thoát. Tụi bay để nó thoát, tao thấy cái màn chó tụi bay vô. Đi tìm nó nhanh đi. Dạ. Sao anh lại biết địa điểm mà chúng giam giữ tôi? Đó là nghiệp vụ của tôi. Nếu không, ba cô cũng không thuê tôi làm gì. Giờ này chắc ba tôi lo lắng lắm. Đêm nay mình tạm ở đây, rồi trời sáng tôi sẽ nhờ bạn tôi tới giúp, và tôi sẽ báo liền cho ba cô hay. Cũng may là hôm nay có anh, chứ không thì... Tôi cũng đang thắc mắc, không hiểu sao bọn chúng lại bắt cóc cô mà không đòi tiền chuộc. Anh hiểu gì về ba tôi chưa? Trước khi làm chuyện gì, tôi cũng đều tìm hiểu kỹ trước. Tôi có nghe bọn chúng nói, ba tôi với bọn chúng có xích mích trong chuyện làm ăn. Tên cầm đầu là Sumaget, người gốc Campuchia, và chuyên hoạt động ở vùng biên giới này. Thưa ba, con mới về. Sumaket, mày không được làm gì con gái tao. Nè. Nè. Ba. 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 Ba làm gì mà thừa người ra vậy? Không có gì đâu con. Vũ có để cơm cho con. Xuống ăn cơm đi nha. Dạ. Đi đi con. Giam giữ tôi để trả đũa ba tôi. Hoạt động trong giới xã hội đen rất phức tạp. Nhiều lần tôi cũng khuyên ba tôi, nhưng mà khó lắm. Mẹ tôi thì mất sớm, tôi chỉ còn lại ba. Tôi luôn cầu nguyện sẽ có những ngày bình yên và hạnh phúc ở bên cạnh ba. Như vậy là đã đủ hạnh phúc cho tôi lắm rồi. Lúc trước có nhiều đêm tôi có những giấc mơ rất lạ lùng. Tôi cảm giác thật là sợ hãi. Tôi sợ một ngày
giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật. Vì tôi chỉ có một mình ba tôi thôi. Thôi kỳ cục quá ha, tự nhiên lại nói ra mọi chuyện cho anh nghe. Không sao đâu, tôi cũng muốn nghe mà. Giờ tôi đã hiểu được tình cảm của cô dành cho cha của mình. Mà thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của anh đi. Cuộc đời của tôi hả? Không có gì đáng nói hết, ngoài trừ nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ám ảnh? Nếu không ngại thì anh có thể kể tôi nghe được chứ. Ngoài sự ám ảnh thì... Nhưng mà ám ảnh về chuyện gì? Anh có thể nói tôi nghe được không? Trước đây tôi cũng có một gia đình rất là hạnh phúc. Khi tôi vừa tròn 10 tuổi thì tai họa ập tới. Cũng là lúc cha mẹ tôi... Đứng lại! Đứng lại! Sau đó ra sao? Anh kể tiếp tôi nghe đi. Rồi bọn chúng quay lại gặp cha mẹ tôi. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Đàn tao đâu? Tôi lại không? Tôi lại đâu? Không? Rồi. Tôi lại không mà? Rồi mau! Tôi... Rồi! Tôi xin lỗi vì đã khơi lại chuyện đau lòng của anh. Không có gì phải xin lỗi cả. Cách đây 20 năm, cha mẹ tôi đã bị giết. Hình ảnh đó luôn ám ảnh tôi và hiện hữu suốt trong đầu của tôi. À mà quên, sao tự nhiên tôi lại kể chuyện của tôi cho cô nghe? Xin lỗi vì đã làm cho cô buồn. Tôi cũng vậy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác tin anh tới như vậy. Đời không như là mơ, nên đời xô đẩy khiến ta bất ngờ. Đời không như là thơ, nên khiến xui ta dễ bị xa ngã của dòng đời, xa ngã bởi lòng người mà ta không thể nào được gục ngã. Rồi khi ta nhận ra đâu là sai đúng ở trong cuộc đời, rồi ta quay về sống với những tháng năm ngỡ rằng êm ấm trong mơ mộng, nên mãi luôn không thành vì bao nhiêu oan oán vẫn còn chưa lành. Cuộc đời này có mấy ai không sai hay không lỗi lầm, mở lòng mà sống để ta không đau, để ta không hối tiếc về sau, để ta thấy trong tim mình hạnh phúc với bao yên bình, lòng yêu thương sẽ giúp ta vượt.
ngày chẳng thấy ai bên ta đi chung lối về. Để ta sống trong cuộc đời còn có biết bao nhiêu điều, một lẽ sống mấy ai yêu cho ta. Em sao vậy? Nè, em có sao không? Mệt quá. Hả? Thôi, em ngồi đây đi ha. Em ngồi đây để đi kiếm nước cho em uống nha. Tôi biết rồi. Đang tới nè. Chờ chút đi. Nghe. Vậy nha. Chị có thể cho mượn điện thoại một chút được không? Alo, Long nghe. Alo, Long hả? Cường đây. Trời ơi, Cường hả? Mấy ngày nay sao tôi gọi cho anh hoài không được vậy? Long à, tôi đang gặp nguy hiểm ở gần biên giới. Cậu tới giúp tôi liền nha. Bọn chúng đang truy sát tôi ráo riết. Đại ca, em có tình huống đó rồi đại ca. Thằng Duy đang báo gì là hai đứa nó đang ở rừng cao su, khu nhà quan á đại ca. Sao bây giờ mày mới báo cáo? Em cũng mới nhận được tin rồi đại ca. Mày nghe nó, đi theo tao. Bếp lửa còn vậy với hai ly nước. Em nghĩ tụi nó chưa đi xa đâu. Đại ca, bây giờ tính sao đại ca? Chặn hướng về Sài Gòn cho tao. Đi. Dạ. Đứng lại. Khoan đã tụi bay. Đường đen, mày hết đường thoát rồi. Anh Cường. Đường đen, kỳ này tao sẽ cho mày vào Diêm Vương. Cả dân lên, qua đây, dậy lên. Tôi sao không anh? Xuống. Trời. Đi. Cường, có sao không? Không sao. Gái. Ba. Con có sao không? Hả? Tay chân có bị thương không con? Dạ con không sao. Mai là có anh Cường tới giúp. Con không sao thì may quá. Về đây mà mừng lắm. Vô nhà. Cảm ơn cậu. Vô nhà. Vô nhà. Ngồi đi. Dạ.
À, lấy chai rượu. Dạ. Nè, hôm nay vui quá. Ở đây ăn cơm với chú, uống với chú chai chung nha. Đừng có khách sáo cái gì hết. Ăn cơm uống chai chung rồi mới cho về ha. À, vậy thôi, em lên trên rồi anh với ba nói chuyện nha. À. Nè. Dạ. Nói thiệt với cậu chứ, tôi chỉ có một mình nó là con gái thôi. Nó là con gái rượu của tôi, cưng nó hết sức. Dạ. Đừng có từ chối nữa nghe không. À. Cứ ở đây ăn cơm uống vậy chung với tôi, cho tôi vui ha. Dạ. Uống trà. Uống đi. Dạ. Con xin phép. Alo, có chuyện gì không Long? Rồi rồi rồi, tôi ra liền. Dạ, xin phép chú, con có chuyện đột xuất, hẹn chú khi khác con sẽ tới chơi. À, vậy hả? Dạ. À, ok, thôi có chuyện thì cứ đi làm đi. À, bữa nào rảnh thì qua đây ăn cơm với chú, uống vài chung với chú, nghe. Dạ, ừ. Xin phép chú. À, đi đi. Thời gian gần đây tôi đang điều tra một vụ án liên quan tới Supermarket. Tuy mình không phải là người trong ngành của Long, nhưng theo suy đoán Supermarket là một tên tội phạm rất nguy hiểm. Là một tên trùm giang hồ xuyên biên giới, hắn đang điều khiển một đường dây ma túy xuyên quốc gia. Vậy hả? Có một tình tiết mới có liên quan tới một nhân vật khá đặc biệt. Dạ, chú để con mở cho. À. Con mời ba. Ừ, cảm ơn con. À, nâng ly ngang. Dạ. Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi. Dạ, không có gì đâu chú, đó là trách nhiệm của con mà. À, hôm nay là ngày đầu tiên con vô bếp. À, ba với anh ăn mà có thấy dở thì đừng có chê con nha. Dở thì phải chê chứ. Hơ, nếu mà chê, mai mốt em không có nấu cho ăn nữa đâu. Nè, 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 đừng có chê. Đây cũng là lần đầu tiên mà con gái của tôi nó xuống bếp nó làm. Thấy nãy giờ nhìn cũng được mà không biết ăn có ngon hay không thôi. Dạ. Nói chứ cả nhà ăn cơm đi ha. Dạ. Dạ, cơm đi. Nói chung là nãy giờ anh chưa có ăn, nhưng mà nếu được ăn đồ của em nấu á thì cho dù mặn ngọt ngon dở thì anh cũng không có chê đâu. Chính xác, chính xác. Dạ, dạ, con mời ba. Ăn đi, ăn đi. Dạ, dạ, con. Dạ con cảm ơn ba. Dạ con mời ba. Dạ con mời chú. À, dạ. Cảm ơn cậu. À, đây dạ. Của con. À. Nè, em ăn đi. Đi. Con mời ba. Ừ, dạ. Con cũng ăn đi. Ba thấy ngon mà. Nè, ăn đi con. Khó xử vụ Thắng Xí Ngầu phải không? Không phải chuyện cậu nhờ tôi điều tra Thắng đâu. Đừng nói với tôi, cậu đều Helen nha. Chuyện đó tôi không phủ nhận, nhưng giải cứu con gái ông Trùm không khó. Cái khó là cậu đã yêu con gái ông Trùm. Chuyện đó không khó bằng. Vậy còn chuyện gì?
9 tháng sinh ngầu để giết chết cha mẹ tôi cách đây. Dạ, con mời ba uống nước. Ừ. À, nghe ba hỏi nè. Con yêu Cường Đen đúng không? Ba... À, thật ra, ba không có thiếu tiền. Ba chỉ thiếu một chàng rể thật là bản lĩnh và tài năng. Dạ. Theo ba thấy thì Cường Đen nó... Anh Cường Đen sao ba? Cường Đen hả? Cũng được đó. Dạ con cảm ơn ba. Nhưng mà con vậy không biết người ta có chịu con không. Nó hả? Theo kinh nghiệm của ba thì ba thấy thằng Cường nó cũng yêu con mà. Ba đúng là ba của con. Thôi quên chuyện đó đi. Dạ. Dạo này con thấy sức khỏe con như thế nào? Con đâu có sao đâu ba. Bậy, phải lo cho sức khỏe. À, hôm rày ba có nhờ người đi tìm một bác sĩ giỏi để chữa chứng bệnh máu khó đông của con đó. Không cần đâu ba, con chỉ cần có anh Cường thì sao con cũng chịu được. Bậy. Sức khỏe của mình phải tự lo chứ. Không có được nói lung tung, biết chưa? Dạ. Ba, con xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Dạ. Alo em nghe. Hôm nay anh chở em đi chơi, rồi xin ngủ lại nhà em được không em? Dạ, đi chơi thì chắc được á, nhưng mà ngủ lại thì em sợ ba. Vậy thì anh xin ba em ngủ lại em thấy sao? Dạ. Anh ơi, anh ơi. Thằng con câu. Không ơi, tôi lại không. Thôi, tôi giết tôi. Thôi. Nhất định tối nay tôi sẽ giết chết ông. Ba ơi. Sao con? Hôm nay còn đi chơi với anh Cường. Ba cho phép anh Cường qua nhà mình ở lại nha ba. Không có được. Con cũng biết quy tắc của nhà này. Đi chơi thì được, nhưng mà ở lại đêm thì không có được. Con biết nhưng mà ba ơi. Con thằng Cường á hả? Dạ. Cường thì khác. Cứ đi chơi đi rồi về đây ở. Con cảm ơn ba. Bây giờ con đi. Con lên trên chuẩn bị. Ông chủ, có thư gửi cho ông chủ. Tại sao Helen lại là nhóm máu O? Không thể nào. Không thể nào. Tại sao lại có chuyện này được chứ? Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
tại sao không phải là nhóm máu A mà lại là nhóm máu O? Vậy là con của ai? Chẳng lẽ... Hôm nay đi chơi với anh vui quá. Có vẻ anh có chuyện gì buồn hả? Không, anh đâu có buồn, anh đang vui mà. Dạ, thôi mình vô nhà đi. Sẽ trả thù cho cha mẹ. Tại sao anh lại muốn giết bà của em? Tới nước này rồi thì anh không thể nào giấu em được nữa. Em muốn biết ba em đã làm việc đắc tội với anh. Chính ba em là người đã giết chết cha mẹ của anh. Anh nói cái gì? Ba em không phải là người như vậy. Điều đó là sự thật. Không, không thể. Ba em là người tốt. Anh có nhìn nhầm người không? Không phải, không phải như vậy. Chị này đã từng kể cho em nghe. Khi anh cứu em thoát khỏi băng nhóm của Suma Kẹt, em còn nhớ không? Nhưng mà anh thương em là thật, hay là anh muốn lấy em để trả thù ba em? Helen, anh thương em là thật, anh rất thương em. Nhưng sao? Anh Cường, anh Cường, anh. Ông chủ, thằng Long, thằng Tuấn vừa bị công an bắt, đường dây của Hồng Bèo cũng bị phá luôn rồi. Giờ sao ông chủ?
Hiện tại sau khi phá án đường dây ma túy của Thắng Xí Ngầu thì hắn ta đã có sự phòng bị. Đáng nói hơn, Cường Đen đã ám sát hắn nhưng không thành. Và Thắng Xí Ngầu sẽ không bao giờ tha cho Cường Đen. Theo điều tra của chúng tôi thì tôi thấy hắn là một người rất nóng tính và bất chấp thủ đoạn. Vậy cho nên có thể hắn sẽ gây nguy hiểm cho Cường Đen. Đó là điều tôi muốn nói. Cường Đen đang gặp sự nguy hiểm. Theo chỉ đạo của cấp trên thì chúng ta phải phá án càng nhanh càng tốt. Mày đánh nó đi. Đánh đi. Cường Đen, hôm nay sẽ là ngày giải quyết ân oán giữa tao với mày. Ba, ba ơi, ba con năn nỉ Ninh. Ba mà ba, ba đừng giết anh Cường. Ba ơi, mày... con xin ba mà ba. Ra. Ba ơi, ba tha cho anh Cường. Ra. Đừng kêu tao bằng một tiếng ba. Bởi vì sao? Mày không phải là con của tao. Bao nhiêu năm nay tao nuôi một đứa con gái, mà cuối cùng nó lại chính là con của tình địch tao chứ. Helen, Helen, mày không phải là con của tao. Helen, Helen, em có sao không? Bây giờ sẽ là phần giải quyết giữa tao với mày này. Cường Đen, mày phải chết. Bỏ súng xuống. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Bỏ cái này xuống. Giơ tay lên. Bỏ cái này xuống. Giơ tay lên. Đi. Cường Đen, mày may mắn lắm. Đừng để tao gặp lại mày.
tao sẽ không tha cho mày. Helen, em đừng làm anh sợ mà. Helen, em có sao không? Em không sao. Đi mau lên. Dạ. Đi, mau lên. Dạ. Đời không như là mơ, nên đời xô đẩy khiến ta bất ngờ. Đời không như là thơ, nên khiến xui ta dễ bị xa ngã của dòng đời, xa ngã bởi lòng người mà ta không thể nào được gục ngã. Rồi khi ta nhận ra đâu là sai đúng ở trong cuộc đời, rồi ta quay về sống với những tháng năm ngỡ rằng êm ấm trong mơ mộng, nên mãi luôn không thành vì bao nhiêu oan oán vẫn còn chưa lành. Cuộc đời này có sai hay không lỗi lầm, mở lòng mà sống để ta không đau, để ta không hối tiếc về sau, để ta thấy trong tim mình hạnh phúc với bao yên bình, lòng yêu thương sẽ giúp ta vượt qua. Ta đi sai lối đường, sợ một ngày chẳng thấy ai bên ta đi chung lối về, để ta sống trong cuộc đời còn có biết bao nhiêu điều, một lẽ sống mấy ai hiểu cho ta. Ta lại mãi cứ gieo thù oán, biết đến khi nào rồi bao thù oán sẽ mau dần tan. Xa sông còn hoài, đời ta rồi sẽ biết đi về đâu. Sống trong cuộc đời nào ai yêu thấu, cuộc đời này có mấy ai không sai hay không lỗi lầm, mở lòng mà sống để ta không đau, để ta không hối tiếc về sau, để ta thấy trong tim mình hạnh phúc với bao yên bình, lòng yêu thương sẽ giúp ta vượt qua. Đừng để thù oán khiến cho thân ta sai lối đường, sợ một ngày chẳng thấy ai bên ta đi chung lối về, để ta sống trong cuộc đời còn có biết bao nhiêu điều, một lẽ sống mấy ai hiểu cho ta. Cuộc đời này có mấy ai không sai hãy không lỗi lầm, mở lòng mà sống để ta không đau, để ta không hối tiếc về sau, để ta thấy trong tim mình hạnh phúc với bao yên bình, lòng yêu thương sẽ giúp ta vượt qua. Đừng để thù oán khi
chẳng thấy ai bên ta đi chung lối về. Để ta sống trong cuộc đời còn có đôi.